mọi người cái vỗ tay cầu mồi giùm má con em. Nhưng mà má con em chắc là mọi người lo ngắm sắc đẹp má con em mà quên vỗ tay thôi phải không? Mệt quá má ơi, con mệt quá à. Từ sáng tới bây giờ nha, tôi nhảy nhót vào đây mà không ai hầu hạ tôi hết trơn á trời à. Chắc là nó ngủ ở trỏng rồi à. Tám à, Tám à, Tám. Mày chết dám chết dưới trỏng mày phải không? Tám, Tám. Dạ, con mời má ăn breakfast. Trời, cái tướng mày đi á, từ breakfast mà tao ăn chắc thành dinner quá à. Mày ngủ ở trỏng phải không? Hả? Con quỷ, con quỷ cái. Dạ má à, hồi tối hôm qua giờ con đâu có ngủ đâu. Con nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, hút bụi, lau nhà. Xong rồi ra giường cắt cỏ. Rồi con tỉa mấy cây kiểng thành hình má với em Cám cho má được vui lòng. Mà má biết không, hình của má với em Cám khó khắc dữ lắm. Cái gì? Thì đúng rồi. Mặt hai má con tôi đẹp lạ gì, lấy gì mà hỏi không khó khắc cho được. Đúng không má hả? Má hả? Quá đúng rồi. Vậy mà cũng nói hoài à. Má à, sao nhà mình có máy bơm nước, má không cho bơm vô hồ bơi. Má kêu con gánh nước vô đầy hồ bơi rồi má không cho em Cám phụ con vậy má. Chị Tấm, chị ra đây. Chị ra đây tôi biểu coi. Chị nhìn đi, chiều cao của tôi với chị mâu thuẫn nhau vậy đó. Mà chị bắt tôi gánh nước, tôi gánh nước lấy cái chân tôi cục. Làm sao tôi đi thi hoa hậu chân dài được hả chị? Má ơi, bữa nay ngoài chợ có bán nồi cơm điện sale. Không mấy má cho con có tiền á, để con mua nồi cơm điện nấu cho lẹ nha má ha. Gì vậy? Nấu nồi cơm điện rảnh đặng ngồi chơi hả bà nội? Dẹp đi. Tôi á, là tôi thích nấu cơm là phải có cháy, phải nấu bếp than, bếp củi cho tôi, để tôi nhìn thấy miếng cháy cho tôi vui lòng. Rồi tôi đem dục, cô mới có công chuyện cô lụm lên cô phơi cho chim nó ăn. Định lười biếng à con quỷ? Con quỷ. Trời ơi ba ơi, từ ngày ba chết đi tới giờ dì ghẻ xử ác với con quá ba ơi. Trời đất ơi, cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nó nói tôi ác à. Trời ơi, cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nó nói tôi ác à. Mày không nghe tao nói sao mày? Dân gian có câu hay quá mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Tao phải ác chứ, ta phải ác phải xứng danh hai chữ gì ghê. Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa, cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà, kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à. Có trắng tươi vậy có ghẻ nào? Có biết ghẻ nào đâu? Giận cháu. Má có ghẻ. Hả? À, sao phản kèo vậy con? Tại vì con cắm chung với má con biết người ghẻ không à. Mà tại vì từ cái ngày có cái dịch vụ tắm trắng, má tắm trắng riết mà lấp cái ghẻ. Nói vậy mới... Hoa hậu người mẫu đó, người ta còn phải tắm trắng, má tắm ghẻ là đúng rồi. Mày chọc tao em ơi. Quỷ. Thôi chị vô chổng đi, đặng lấy gì cho má tôi ăn đi, chứ bả nhảy đành đạch đạch riết bả đứt gân máu bả chết tươi giờ đó. Thưa má, con vô trong, chừng nào má cần con á thì con ra nha má nha. Thấy chưa, tôi đang cần nó cái nó vô trong hà, để tôi gào tôi thét nó cái nó nói tôi gì ghẻ hà. Nấu gì cho tôi ăn đó? Dạ mì Ý spaghetti đó má. Trời ơi, tôi thích ăn mì Ý là tôi khoái hai cái cục meatball, hai cái cục meatball bự bự tròn tròn vậy nè, là hai cái cục meatball của tôi đó. Má à, thiệm hỏm con nấu phở bò có hai viên bò viên má không chịu ăn. Hai viên bò viên có chút xíu sao nhét vô cái họng của tôi? Thôi, tôi thích hai viên mít bò. Bà đi vô bà làm ơn bà lấy cái cục gì bự bự bà nhét ở trong họng má tôi đi. Đặng để bà đứng bà gào riết bà tét cái họng ra bà chết tươi bây giờ đó. Vậy không mấy con bưng vô rồi con bưng món khác cho má ăn nha má. Đi vô chổng đi, lấy cái gì cho má tôi ăn nữa đi. Chứ để bà vừa nhảy rồi vừa gào vừa riết á, bà tức tuổi rồi bà chết bà không có ra con người nữa bây giờ đó. Vô. Bà ơi, từ ngày ba chết đi, dì ghẻ xử con ác quá ba ơi. Cha ơi, cha chết đi để lại con trần gian khổ ơi. Dì ghẻ bắt con rửa chén lau nhà hút bụi gánh nước cho
đầy hồ bơi để tắm có máy lạnh mà bắt tắt luôn đứng qua câu đêm cho gì ghé ngủ nên giờ đây con thân xác cao gầy. Sao? Quỷ sao? Gầy đó mà gầy, tướng thịt mỡ không mà gầy gì gầy. Con quỷ không à? Đồ cái thứ con quỷ. Ừ, con dạ, quỷ. Dạ dạ con quỷ. Dạ xin lỗi má, con nói con đó là con quỷ chứ má không phải là con quỷ. Má là con khỉ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. Trời ơi hai má con đẹp vậy đó hả? Má má, con nói má nghe nè. Sao á cái hồi á mà má ba mất đó mà má còn trẻ đẹp gì rồi sao má không bước thêm bước nữa đi má? Sao con biết má không bước thêm bước nữa? Sao vậy? Má nhảy 8.000 bước luôn á nha. Mà số má số sắc phu lấy thằng nào chết đó hả? Mới lấy 3 ngày ngã ngửa rồi nó chết rồi con. Vậy thôi để con tránh xa má ra đi cho con ngồi gần má, má sát con chết tươi làm sao? Phải má sát phu chứ má đâu có sát tử con. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là con ở ơn sống đời với má đi ha. Biết mai mốt hai má con mình thành tinh luôn à. Ủa má dạ. Vậy là má quyết định không lấy chồng nữa hả má? Đâu má đâu có quyết định không lấy chồng. Dạ. Tại mấy thằng quỷ đó nó quyết định không lấy má. Giận à. Giận quá. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nhạc ở đâu mà rần rần vậy? Trời ai đẹp trai quá má ơi, đẹp trai quá à. Long trọng vậy chắc thái tử rồi. Xin trân trọng giới thiệu ta, người ở của thái tử. Trời, chắc xé cái quạt quá. Với chức vụ quân sư. Dạ quân sư tới đây có việc gì à? Quân sư. Cả nhà nghe đây. Dạ. Thuận Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu giết động cung thái tử đến tuổi cập kê không phải bê đê, tùy có máu dê nhưng không ai mê nên còn bị ế, nay tuyển hiền thê đồi núi phủ phê chạm vô tê tê, nếu ta không chê theo thái tử về cử hành hôn lễ. Quân sư. Cái gì? Em đồi núi phủ phê ai nhìn cũng thấy mê, chạm vào sẽ tư, còn không mau mau rinh về. Hai bà nhìn thấy mà ghê, cái mắt như con cá trê vậy đó. Người á, treo cái này lên cho ta. Dạ. Dạ, đưa em làm cho. Làm con người không làm, tự nhiên làm người nhện vậy đó hà. Mày dò dài sọc rồi đứng đây làm chi? Vô treo lên cho nó coi. Con quỷ chân dài tới nách. Mày giúp tao của mày. Biết tao lùn mày chơi tao hoài mày. Trời, nó treo lên cái easy vậy đó hà. Ủa, quân sư, sao không viết chữ mà vẽ men đĩa lên chi vậy quân sư? Dạ thưa quân sư, nhà này không có ai biết chữ, dạ nhờ quân sư thông dịch luôn à. Cái gì? Nãy giờ nho nho như dòi vậy mà không biết chữ hả? Dốt. Dốt, dốt. Ta cũng vậy. Hả? Cười cái gì? Nhưng được cái ta học thuộc lòng giỏi. Chiếu chỉ nào của nhà vua phát ra một tháng là ta thuộc liền. Còn cái này, cáo thị của thái tử photocopy ra 1.000 tờ treo cho mỗi nhà. Nhà nào có con gái phải ra cho thái tử coi mặt. Trái lệnh là ta chiếm đầu. Má ơi, vậy là con sẽ đi thi nha má. Con đi thi con đậu rồi con sẽ kêu quân lính rước má vào trong triều đình. Má ở với con. Trời, má ở không làm gì, má cũng đi thi. Hả? Quân sư, tôi đi thi được không quân sư? Người phải đàn bà không? Hả? Cái cặp chân mà vậy thôi chứ đàn bà. Dạ. Đàn bà chưa có chồng thì có quyền đi dự thi. Dạ. Dạ em chưa có chồng mà em là single mom. Nhưng mà ông Trần Thái Tử khoái cái xì tai của em á. Ừ. Phụ nữ single mom có kinh nghiệm chăn gối. Thái tử cần kinh nghiệm chăn gối, đã có ta. Khi nào cần giặt gối sẽ kiếm bà.
Còn cô này chưa có chồng thì phải ra cho thái tử coi mặt nha. Dạ dạ dạ, nó con của thần. Dạ dạ. Đây trời ơi, tôi đẻ được hai đứa con gái đứng trước sáng dạ, con. Dạ, dạ. Đó, hai đứa tắm đứa cắn. Ôi trời ơi, hai đứa đứng gần nhau, nó đẹp y như hai giọt nước vậy đó. Một giọt dầu thơm và một giọt nước mắm. Hai đứa đều có mùi đặc trưng như nhau. Dạ. Tắm cám con của thần. Dạ. Tắm cám hả? Dạ. Người đặt cái tên nghe hay lắm. Dạ. Ừ, được. Dạ, nước mình nước nông nghiệp mà. Ừ. Tại tôi đẻ có hai đứa đặt tắm cám á, chứ tôi đẻ được nữa cái tôi đặt ngô nè, khoai nè, nếp thang cho nó dính với nông nghiệp. Good idea. Dạ. Khen cho nhà ngươi. Dạ. Cái chân ngắn mà được cái não dài. Dạ. Thôi, bây giờ các ngươi chuẩn bị ra sân đình cho thái tử coi mặt. Dạ. Tao qua nhà khác. Dạ. See you later. Dạ. Dạ mời quân sư. Trời ơi con, ra đây má biểu, ra má biểu. Ra đây. Trời ơi mày thức dậy đi để ra cho thái tử gặp mặt mày ngủ rồi vậy? Mở mắt lên coi. Con đâu có ngủ đâu, con đang thức mà. Tại má đó, má đẻ con ra cái cơ mặt nó cứ chảy xuống gì á, ai nhìn. Con có tưởng là con ngủ triền miên không à? Mà con đâu có ngủ. Còn má đó, má ngủ người ta nhìn má người ta có tưởng má thức không à? Cái mặt gì cứ sọc lên không mà thấy gốm. Tối má ngủ má treo ngược người dư dơi vậy đó con. Sao giờ nó giật ngược lên hết vậy à? Sao cơ của tôi giận lên mà đẻ con gái tôi cơ nó sụp xuống trời. Thôi không sao, con dạ. Nhờ đen nhồ phú á. Dạ. Ông đó lắp đồng mi đẹp lắm. Dạ. Lắp một cặp dụng lên tới đồng mài ra kéo giật ngược con mắt lên vậy. À vậy hả? Ờ đó. Neo đâu. Trời ơi, móng tay color club. Bây giờ nó ra 1000 một dạng màu nè, các kiểu màu như mẹ vậy nè con. Nó sơn một tháng không có bay. Sơn màu đỏ, màu cam lên cho nó lộng lẫy nha. Sửa lên cho nó đẹp nha. Sửa mặt sửa gì nữa, mặt con sửa nát còn chỗ nào sửa nữa đâu. Mà thôi má ơi, thi mấy này hên xui à. Không chừng cái mặt con gì mà vô thi đậu á. À hên xui, vụ này hên xui. Má, con cũng được đi nữa phải không? Trời má? Con lem luốc ở nhà đi chi con. Chơi. Trời con quỷ này đẹp thiệt trời. Má à, lệnh triều đình á là tất cả con gái trong làng mình á phải ra cho thái tử gặp mặt. Nếu mà con cãi lệnh á là cả nhà mình bị chém đầu đó má. Má nghe nha. Má mà cho con nhỏ đi thi á, nhìn nó là con biết nó đậu con rớt rồi đó. Để nó má lo. Dạ. Con. Dạ. Con muốn đi thi học con. Dạ. Mà xuống đây nè, má chỉ cho nè nha. Đi vô trong nhà đó, lấy hết quần áo dơ sạch của má nè, quần áo sạch của con nè, quần áo sạch của em nè, đem ra đây. Cám con mấy ngày không tắm rồi? Dạ mới có 1 tháng à. À, lăn lên cái đống quần áo sạch đó cho má. Rồi nhiệm vụ của con á, giặt đàng hoàng đi, ủa cho nó thẳng, rồi đem vô tủ cất cho má nghe chưa? Là xong hả má? Chưa mày. Quê nhất là mày ngồi bằng tao đứng á. Vô trong nhà lấy đậu đỏ và đậu đen mà tôi trộn sẵn vô rồi đó nha. Lựa ra cho má, đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ. Sau đó nấu 2 nồi chè, 1 nồi chè đậu đen và 1 nồi chè đậu đỏ. Sau khi nấu xong, trộn 2 thứ đó lại với nhau. Con đi ra cho thái tử coi mặt về mệt, ăn cơm chi cho nó hao gạo. Dọng hết nồi chè đó cho tôi nghe chưa. Đi con. Nè, nghe tôi dặn thêm nè. Bấy nhiêu việc mà má tôi dặn gì á, chị làm từ từ nghe chưa. Có làm nhanh cũng không kịp đâu. Ừ. Còn có mấy tiếng nữa à. Ừ. Bà mà làm kịp tôi con bà đó bà nội. Đi con. Đi vô sửa soạn. Sửa soạn gì nữa má. Hai má con mình bây giờ hả, màu sắc sặc sỡ như 7 sắc cầu vồng gì đó. Công nhận nha. Nhìn má lộng lẫy như cái 7 vậy đó. Còn con sao? Nhìn con rực rỡ như thị nở vậy đó. Đi con. Trời ơi, làm sao, làm sao mà giặt cho hết cái đống đồ này, làm sao mà lựa cho 2 cái nồi đậu này đây. Trời ơi, ngày xưa còn có bụt để kêu cứu, bây giờ ai cứu tôi đây, ai cứu tôi đây, iPhone đâu rồi, cứu đi. Trời ơi, tiệm giặt ủi à em, chị tắm nè. Em tới nhà chị em lấy đống đồ dơ em đi giặt cho chị nha, mà em nhớ là try clean cho chị nghe chưa. Em mà không làm xong 2 tiếng đồng hồ là chị giận em, mai mốt chị tới em chị giặt nữa đó. Ừ nha, nhớ nha. Xong. Trời ơi, còn 3 cái đậu này làm sao mệt quá. Chở em supermarket phải không? Ừ, em lấy cho chị ha. 3 ký đậu đỏ em nấu thành 1 nồi, 3 ký đậu xanh em nấu thành 1 nồi. Xong rồi em trộn lại cho chị, em delivery tới đây cho chị nha. Chút xíu chị tiếp hậu cho em. Hả? Chị đâu có khùng. Cái bà bác sai chị bà mới khùng. Bà đi chích thuốc cho bà hết khùng rồi. Vậy nha, cảm ơn em nha.
Trời ơi, trời, hai bà lùng má tử tính hại chị hết cưng không có dễ đâu. Người ta nói đẹp không chưa đủ mà phải còn thông minh nữa chứ, phải không? Thái tử ơi, thái tử hãy chờ em. Hey, gì mà mới vừa ra thân đình thi cái rớt liền là sao trời? Nhanh quá à. Bởi vì cũng tại má không á. Ơi, mặt già hát như con quỷ già, vô khai còn trinh. Vừa khai xong hàng quân sĩ nghe xong nó bất tỉnh luôn vậy đó. Quân sư mà nó còn bất tỉnh cho đừng nói quân sĩ. Mà công nhận quân sư nó hay ghê, nó nhìn thấu được cái sự trinh tiết của má. Mà con cũng lạ nữa, người ta mới nói cả cái sân đình này ai là người đàn bà đẹp nhất, mày phóng ra một cái nguyên một cái đoàn Ngự Lâm quân á, có tê liệt luôn vậy đó hà. Thì có con cũng biết sao á, cái ai vừa nhìn mặt con cái là buồn ngủ liền à. Tự nhiên cái nguyên cái đội quân ta vừa nhìn con cái ta đi ngủ hết trơn vậy đó. Bởi vì bực bội hết sức luôn vậy đó. Gì á? Gì rần rần nữa hả? I wanna dance, do you like cha cha cha? I wanna dance, do you like cha cha cha? Ai vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Có ai mà đẹp quá vậy? Tắm nè. Trời. Ủa sao? Sao tắm đẹp quá vậy tắm? Thì tắm mới tắm, không đẹp sao được. Hả? Rớt rồi phải không? Hai dịch cổ lùn. Thiên Nga, cho dịch cổ lùn hỏi cái coi. Thiên Nga đâu vậy? Thì đi gặp thái tử. Hai người ở nhà chờ tôi đi nha. Tôi đi gặp thái tử xong rồi đó, tôi đi rước hai người đi sống hưởng giàu sang phú quý với tôi nha. Dạ. Sao má ngu vậy má? Trời ơi, thấy nó đẹp quá quên hết trơn rồi. Người đâu mà đẹp á trời ơi. Cái giò dài sọc vậy đó hà. Thái tử Gia Long. Mặt cũ má ơi, gương mặt cũ. Trời ơi, thái tử đâu cha nội đi vô hoài vậy cha lão. Mời thái tử. Thôi đi mấy cái thằng thổi kèn. Dư hơi dữ à. Thổi một đoạn ngắn thôi. Hãy thổi dài thòn. Thổi riết được cái mặt tái đứt nhái xỉu luôn kìa. Má. Hả? Cái này chắc ba của thái tử quá. Ăn nói hàm hồ vô ý. Đây là ông nội của thái tử. Thái tử đó. À, tử đó sao? Cái gì mà dễ xỉu quá. Giới thiệu lần nào cũng có người xỉu hết rồi. Dạ muôn tâu thái tử, đây là nàng tắm mà thần đã giới thiệu với thái tử. Wow. Đẹp lắm. Tắm đi à. Ta rất thích ăn cơm tắm. Nhìn cái đùi là ta thèm ăn cơm tắm sườn chả hai trứng. Đó mới chỉ là tắm thôi, chả đây nè thái tử. Dạ thưa thái tử, em là miếng chả thơm phức nè. Cái này ném về chả đùm thì có. Không thích chả hả? Đây có sườn đây, sườn nướng barbecue đây. Sườn nướng barbecue. Barbecue à? Dạ sườn. Sao ta lại hửi phảng phất thấy cái mùi sườn xào chua ngọt vậy? Tính ra một mẹ sườn, một mẹ chả, hai trứng còn lại chắc là thần đó thái tử. Mày làm như mình mày có trứng vậy. Dạ, tiền thiếp xin kính chào thái tử. Ừ. Dạ, tiên nữ xin kính chào thái tử. Đâu, có tiên nữ à? Dạ đây. Trời ơi, bà là tiên nữ hả? Thần thiếu dấu nặng. Dạ, tiện nữ xin kính chào thái tử. Làm cái gì vậy? Dạ, thấy nôn nao quá thái tử ơi. Đứng lại cho nghe ngắn đàng hoàng. Có chuyện gì? Dạ, đây là hai đứa con của thần nha. Một đứa tên Tắm, một đứa tên Cám. Gần vô coi, trời ơi, y như hai giọt nước vậy đó hà. Bà nói đúng, y như hai giọt nước. Dạ. Đây là giọt nước suối. Dạ. Còn kia là giọt nước cấm. Dạ. Dạ, còn đây là giọt nước thải nè thái tử. Đâu? Bà đó bà nội. Dạ. Dạ thưa thái tử. À. Tắm, Cám, đúng là cái tên tiền định.
Tâm là để cho người ăn, còn cám là để cho heo ăn. Hay lắm. Dạ. Ấy là để cho chó ăn. Cái gì vậy? Bà. Dạ, dạ, cục... Cục gì? Cục xương chó nó thích ăn lắm. Đẹp lắm. Lấy cái chân gà ác từ xuất phát ra coi. Bất hứng à. Quân sư. Dạ. Lấy thuốc. Dạ, dạ, thuốc, thuốc. Dạ. Gặp thần tiết là ai cũng phải uống Viagra hết. Viagra cái con khỉ. Nhìn bà là phải uống thuốc chống ói đó. Chống một dạ. tháng luôn đó. Dạ, dạ, thái tử mấy cho em luôn một viên được không thái tử? Ừ. Hả? Em nói lộn. Cho em một thùng. Ủa? Tao cho mày hai thùng luôn. Thái tử định lấy thuốc gì? À, lấy cho ta thuốc Nhật Bản Hải Dược. À, dạ, 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 dạ. Thuốc này là thuốc tăng cường sinh lực. Đó, nhờ cái thuốc này mà bữa nay ta có đủ sức để đứng đây ngắm nàng đó. Ồ, bộ đồ ai đi ra cho nàng mà đẹp vậy? À, ca Vinh Hiệp. À. Vậy chứ bộ đồ của thái tử, ai đi ra cho thái tử dọ? Bộ đồ này là của thái tử Sạc nước Anh tặng sinh nhật cho ta. À. Tại vì ta thái tử có chung một cái nỗi niềm đau khổ. Đó là phụ hoàng của ta năm nay đã ngoài 80, già ngang ngửa với nữ hoàng Elizabeth. Vậy mà vẫn còn tham quyền cố vị, không chịu nhường ngôi cho các con. Dạ. Bởi vậy thái tử mới tặng bộ đồ cho ta. Ta rất hãnh diện với bộ đồ này. Dạ. Bà thấy có đẹp không nè? Dạ đẹp. Nãy giờ dạ thần tưởng mấy người mở cửa cho sòng bài. Giống dễ sợ. Định cho tiền tiếp rồi đó. Bà giỡn mặt với bà nha. Dạ. À, nó bận bộ đồ vậy đâu có thấy gì đâu đẹp. Tại sao không đẹp? Cặp giò đó mặc vậy chỉ hiến thân cho mũi chích thôi. Bận đồ như cám kìa mới đẹp. Lan đi con. Nó thôi đất ơi. Hay lắm đẹp. Nè cám. Dạ. À, nàng có muốn về triều chung với chị hay không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tránh ra đi con quỷ chân dài. Thiếp biết thế nào thái tử cũng đưa thiếp về làm vợ lẽ. Mà vợ lẽ bao giờ cũng được thương hơn vợ chẳng. Ha 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 ha. Lúc đó ta sẽ là đương kim hoàng thái hậu. Ha 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 ha. Im đi. Cười cái gì? Biết ta mời con của bà vô cung làm cái gì không? Dạ làm gì? Làm nàng hầu để quạt đuổi mũi cho nàng tắm ngủ đó. Ủa gì vậy? Ai da, thái tử điều đó không thể nào được đâu. Tại vì tay thần thiếp cục lắm hả? Quạt là mỏi tay lắm, làm ơn mua quạt máy giùm được không hả? Thái tử à, mua luôn máy lạnh đi, thái tử mua máy lạnh. Im đi. Xấu mà còn làm quá lố. Tránh ra. Đâu có xấu đâu. Đâu có xấu gì đâu. Chê hoài đâu có xấu. Đâu có xấu. Hai người không có xấu. Thôi về đi. Yên tâm. Cuối năm trong cung có lễ hội, ta mời hai người vô. Hả? Cái số được vô cung. Lễ hội gì vậy? Halloween. Hai người để yên vậy nha. Đừng có quá trang gì hết á. Vô làm hai con quỷ gác cửa là người ta đủ sợ rồi. Quân sư. Dạ. Dạ dạ. Nhiều lời làm cái gì? Dạ dạ. Nè, hôm nay ngoài việc tới đây kiếm vợ, ta còn nghe dân làng tố cáo mụ kia rất tàn ác đối với con riêng của chồng. Hôm nay ta sẽ trừng trị mụ, giết đi cái nạn mà ghi ghẻ con chồng. Trời đất ơi, má đâu có ác phải không con? Má đâu có ác đâu. Trời ơi, hiền khô. Má hiền. Rồi tôi có làm gì đâu. Má em như là thánh nữ. Trời ơi, hiền lắm. Em có làm gì, em chỉ bắt con chồng leo lên cái cây cao. Ha? Rồi em đứng ở dưới em rảnh quá em làm gì. Em chặt cây cao thôi hà. Ngươi. Đừng có chỉ. Thời ngày xưa thôi, chứ thời bây giờ mà cỡ con này nó leo lên cây cao là 100 thằng ở dưới nó hứng vậy nè. Nó té xuống nó bị cái gì đâu. Nó vô trong nhà thương bảo hiểm trả cho nó 6 tháng rồi. Nó vô trong nó dưỡng trắng da dài tóc. Sẵn nó kéo giò, bây giờ giò nó dày sóc luôn cái đó. Im đi. Cái tội ác lớn nhất của mụ là bắt cô tắm leo lên cây cao mà mặc mini jeep. Đừng nói nhiều nữa. Quân sư. Dạ. Đem nhốt hai con quỷ mặt khóc mặt cười này vô lãnh cung. Đi vô đây. Đi vô hả?
Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì vậy? Cái gì mà nước miếng nước dãi chảy nhiễu nhão vậy? Nhìn thấy mà gớm. Ta đang ngắm nàng tắm mà mới làm hết hồn. Thái tử. Sao? Thấy nàng tắm sao? Quá đẹp. Quá đẹp thì mình quất liền đi thái tử. Ý thần nói là ở đây sẵn Las Vegas, mình tổ chức đám cưới liền, có 7,000 người ở đây. Lời chắc luôn của thái tử. Hay lắm, ta sẽ trọng thưởng cho người. Dạ, dạ, cảm ơn thái tử. Thái tử móc cái gì vậy thái tử? Móc hàng ra. Tắm. Will you marry me? À, thái tử ơi, hột xoài. À, hột xoài này thiệt hay giả vậy thái tử? Ta là thái tử, không bao giờ xài đồ giả, chỉ xài đồ mượn thôi. Cái này ta mượn phụ hoàng, số mượn thì ông cũng mất đi để lại cho ta mà. Vậy cái này bao nhiêu ly vậy thái tử? 105 ly. Cái này chắc ném về đại bác. Đó đó. À, dạ. Sao? Nàng có đồng ý làm vợ của ta không? I am. Sao? I am so sorry thái tử. Cái gì? Sorry là từ chối à? Sư. Dạ. Đỡ tử lên coi. Lên lên lên. Tại sao? Hỏi 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 tại sao? Tại sao? Tại sao nàng từ chối ta? Thái tử à, không phải người con gái đẹp nào cũng muốn lấy chồng đại gia đâu, phải không? Như thiếp nè, chỉ muốn lấy chồng theo tiếng gọi con tim của mình. Chẳng hạn như là lần đầu gặp quân sư gì đó. Excuse me. Tấm à, không ngờ nàng quá sáng mắt. Đúng rồi, trong cung ta là đẹp trai nhất. Quân sư. Dạ. Đã là ta hai cái thùng thuốc chống ói nãy thì ta uống. Tấm ơi, đúng rồi, kiều nữ bây giờ lấy đại gia là xưa rồi. Kiều nữ là phải lấy thiếu gia, mặc dù ta có thiếu nợ chút chút. Tấm về triều đình với ta, tấm không làm vợ của tổng thống thì làm vợ của cố vấn tổng thống cũng vậy thôi. Im đi. Dạ. Ngông cô, có tin là ta sẽ phai ơn ngươi để ngươi về nhà đuổi gà hay không? Dạ muôn tâu thái tử, thần đã theo thái tử nhiều năm qua, đã đâm trọt được nhiều vụ trót lọt. Dạ bây giờ thần xin thái tử cho thần hạ cánh an toàn. Dạ retire sớm để về chung sống với em Tâm. Ngươi đang làm cố vấn cho ta, ta trả ngươi tới 45 đô một giờ. Bây giờ ngươi quyết shop làm sao mà sống nổi hả? Dạ. Dạ thần lấy tắm xong, thần về mở quán hương trên Bô Sa, chắc cũng đủ sống hả em? Dạ. Dạ, thưa thái tử, ngày khai trương đó, hai vợ chồng hạ thần sẽ mời thái tử ăn món cơm tấm mì sườn chả hai trứng nha. Dạ, dạ, hai trứng. Bây giờ ta không thích ăn cơm tấm nữa. Có cám nè, ăn không nguyên máng nè. Cô tưởng ta là heo hả? Dạ, cũng giống lắm đó. Súp được không? Súp nó dễ nuốt. Im đi. Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì nữa vậy? Thái tử đừng có nóng, thái tử bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu. Câu gì? Nồi nào úp dung đó. Quân sư còn trẻ, còn đẹp, nồi chưa xài qua bao giờ, chưa mớp méo, chưa nấu, đít còn trắng tươi à. Thì phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Hoàng tử đây, nồi đã xài nhiều lần, đít đã nấu đen thui. Thì hoàng thái tử phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Dung nào? Dạ, thiếp đây. Thiếp thề, thiếp sẽ treo chàng để nâng khăn sửa tôi. Ta có xài khăn bây giờ đâu mà cần năng. Hả? Tránh ra đây cái nùi dẻ. Má đó, sao má có cái bệnh tự tin, bệnh tưởng về sắc đẹp má không à? Để con coi. Dạ thưa thái tử, người ta thường nói tình mẹ mà duyên con. Nếu thái tử không lấy mẹ của thiếp thì thái tử đưa thiếp về đi. Thiếp tình nguyện sẽ nâng quần sửa áo cho thái tử. Tránh ra đi cái bùi nhùi. Hai người làm cái gì vậy? Bộ tưởng đây là bãi biển Hawaii hả? Đứng dậy đi heo chim cánh cụt. Bây giờ hai người. Dạ. Heo tả về chiều. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Vậy chiều nữa hả? Rồi, làm quý phi nữa con ơi. Còn lâu.
hai người sẽ gánh nước đổ đầy hồ bơi trong nguyên cái hoàng cung tắm đó. Đi lên hồi con. Trời ơi, trời đã lùn ra càng lùn hơn. Gì vậy trời? Có số đào hoa nhắn mấy anh chồng vợ hai vợ ba, có chơi thì chơi cho khéo chớ quên quên vợ nhà. Ông bà xưa có câu ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là vợ ghen. Ghen bây giờ tinh vi hơn xưa, ghen bây giờ tàn nhẫn hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Ghen bây giờ khôn ngoan hơn xưa, ghen bây giờ xì mát hơn xưa. Quan thư thời trước có sống lại cũng chào thua. Em xin giới thiệu với quý vị, em là CEO của công ty D&G Corporation. D&G không phải là Dolce & Gabbana, mà D&G là đánh ghen Corporation, tức là công ty đánh ghen. Thưa quý vị, tới với công ty em thì em sẽ dạy cho hiểu thế nào là ghen, đánh ghen làm sao cho nó có trình độ, đánh ghen làm sao cho mấy ông nể, mà đánh ghen làm sao để lôi kéo mấy ông về. Mà đánh qua đánh lại, đánh tới đánh lui mà mấy ông không bỏ tật dê thì thôi cho mấy ông đi luôn. Có tiếp khách không? Rồi rồi, mời vô, mời vô, có khách rồi, khách rồi. Mời vô, mời vô, mời vô, mời, mời hai chị vô. Thấy chưa đó, 32 năm kinh nghiệm trong nghề, tôi nhìn tôi biết ai sầu thảm liền. Nè, có hai người phụ nữ nè, cái người mà cái mặt già già xấu xấu mà nhăn nhăn là chắc chắn là bị chồng bỏ. Chị bị chồng bỏ đúng không chị? Mặt ta tươi vậy mà chồng bỏ, cứ giờ chồng bỏ. Cái mặt mà cười giả trân vậy mà nước mắt ranh chồng là chắc chắn rồi, em chắc là chị chồng bỏ đúng không? Tôi chưa có chồng. Hả? Trời ơi, chị chưa có chồng hả? Ừ. Ờ, nhưng mà chắc lẽ là chị có người yêu rồi đúng không? Chưa có người yêu luôn. Cái gì vậy, từng tuổi này mà chưa chồng chưa có người yêu hả? Tôi nói câu này ra ai cũng la trời hết nha. Rồi nói đi. Tôi còn con gái. Oh my gosh, rất là trời đó. Trời ơi, còn thông dịch nữa hả? Ừ. Nhưng mà nếu mà chưa chồng nè, không có người yêu nè, còn con gái là ế rồi. Đâu có gia đình đâu mà có gian dở nữa mà vô gặp tôi làm chi? Không phải tôi à. Má kia. Hả, cái gì? Tôi nói không phải tôi, là cái con bạn của tôi. Nó là bạn của tôi. Ủa? Dạ. Bạn hả? À, dạ đúng. Cái rồi. Gì vậy mày, làm gì mày sợ vậy? Tôi là như bạn vô này mày xuống tông làm hết hồn cái chứ à. Rồi bạn nhưng mà lũ khà lũ khụ già dữ vậy rồi. Không sao, tại ghen nó hại sức ừ, lắm đó. Nó ghen đó. Thôi thôi thôi, bỏ xuống dùng cái coi. Bỏ xuống bỏ. Đi. Trời đất ơi. Gì vậy? Em ơi. Đó. Trời ơi, mặt mũi vậy? Tướng tá vậy? Trời ơi em ơi. Đẹp vậy mà sao bị chồng bỏ vậy em? Chị làm nhục em rồi đó. À, không không, ý gì nè, ý chị nói là già già xấu xấu như bà này chồng bỏ chị không tức, mà em đẹp quá bị chồng bỏ chị tức biết không? Cái gì hả? Nãy giờ có nói tôi già hoài là sao? Bà không nói tôi già mà bị tam tai hả bà kia? Cái gì vậy trời ơi, tôi muốn giết người quá chừng luôn á. Sao vậy? Vừa phải thôi chứ. Ôi, thôi nè, thôi mà cái nết nói chuyện vô duyên này nè, mà hay sỉ nhục hay nói tao già này già nọ đó. Có con nhỏ bạn ở dưới quê mình, mày nhớ không? Ồ, tao cũng thấy cái quen quen. Cái con quỷ đó, nó hay chửi tao là già nên già nua vô duyên. Đúng rồi đó. Mày nhớ không? Con lợm. Đúng rồi. Trời đất ơi, ai mà nó biết tên cúng cơm của tôi vậy trời. Tôi nhớ là mấy chục năm trời tôi chỉ có hai con nhỏ bạn mới biết
tên cúng con của tôi là Nguyễn Thị Lụm thôi. Đó là con Thủy và bà Liễu. Thôi tôi bay hả? Trời ơi! Mình ba đứa hôm nay gặp nhau. Lụm, tao biết tại sao tụi mình hay lạc nhau rồi đó. Là ba đứa lạc tông quá, cho nên lạc nhau. Trời ơi, tụi bay gặp lại mừng quá, mấy chục năm trời ơi. Hey, gặp lại nha, ta không thấy đứa nào thay đổi nha. Đúng rồi. Nghĩ nè, trời ơi, ta nhớ hồi xưa là mày là đẹp nhất xóm, thấy chưa? Quá đẹp luôn mà bây giờ vẫn còn đẹp nè. Đúng. Chỉ con cái không thay đổi biết sao không? Mày sao? Quê quá. Qua tới Mỹ rồi còn bới cái đầu rồi mặc quần áo vậy làm sao? Trời ơi, chồng con rồi mà diễn cho ai coi mẹ ơi. Thấy không? Thấy sai lầm không? Thấy sai lầm chưa? Càng có chồng càng diễn. Đừng diễn cho mấy chả, mình diễn cho mình biết không? Còn chị Trinh, tao cũng vậy phải không? Không thay đổi tí xíu nào hết. Đẹp hơn hồi xưa phải không? Hồi nãy chị nói chị còn Trinh á thì là coi như là em không có tin. Giờ sau khi biết chị là chị Liễu rồi em mới tin đó. Sao vậy? Chị không nhớ hả? Sao vậy? Ngày xưa trong xóm đàn ông ai cũng sợ chị hết trơn á. Tại chị dữ quá. Cái gì mà dữ, vậy mà dữ, vậy cơ dữ á. Em có dữ quá gì? Chị bị dữ. Còn mày, mày hiền quá. Có chồng con gì chưa? Chưa. Vậy là mày còn không 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 mà tôi hơn bà, tôi hết rồi. Vậy hả? Tôi hơn bạn bậc à hả? Nhưng mà em nói chị nghe nè, em không có chồng nhưng mà em có người yêu. Chồng chi đó, chồng như thế không, thấy khổ ghê không đó. Chồng thôi, là chi thôi. Em nói chị nghe nè, nói nghe nè, người yêu á thì còn có người này người khác. Chồng nó còn kiểu à, nó ra đời nó gặp gái nó thân thớt nói cười, nó về nó nhìn vợ như kẻ thù vậy á. Sao tao không biết vụ đó? Thôi thì mày có thôi. Kinh nghiệm đâu. Thôi Lụm ơi, tao nói mày nghe nè, bây giờ tao cái gì mà Lụm vậy? Trời ơi, tao đâu có quăng gì đâu mà mày Lụm. Bây giờ tao có tên khác rồi. Tên gì? Tụi bay biết Nicki Minaj không? Biết. Con nhỏ rap phải không? Rapper đó phải không? Tao nhìn mày tao nghĩ mày muốn chồng dữ lắm rồi đó. Bà Liễu ơi, tao thích con nhỏ đó lắm. Đúng rồi, đó là Nicki Minaj. Còn xin tự giới thiệu, em là Nicki Milu. Tao nghe tên đó tao muốn thảy cục xương cho nó vậy. Cái gì vậy? Nè, bà vô duyên á nha, bà làm tôi như lặng chó bằng vậy. Tao nói mày nghe, ở dưới quê mình á, người ta hay kêu chó Milu đó. Vô duyên à. Thôi nè, tao nói mày nghe nè. Gì? Cứ gặp nhau, hai đứa gặp nhau là cứ dị hoài tên của người ta mà mày kêu dị kỳ lắm. Đúng rồi, tao tỷ là lịch sự không? Mà Lu ơi Lu. Thôi mày kêu đại tao tên Lụm đi. Mày kêu Lu Lu nó còn giống con chó hơn nữa. Trời ơi. Tao vô đây mời vô. Tao rối lên hết trơn. Giờ mày đã rồi sao đâu, mày kể tao nghe coi. Ở đây kể cho nó nghe. Không được, bây giờ tao nói mày nghe. Tại sao vậy? Tao nói mày á, bây giờ tao giúp mày sao mày gia đình, chuyện gia đình sao? Giúp tao nghe đi. Mấy chục năm nay cái ngày nào tao cũng ghen hết trơn. Thấy đầu óc tao gì không? Mày làm sao mày giữ chồng tao? Chồng tôi chết là tao. Tao nói đi mày. Cái gì vậy? Trời ơi, nó sao vậy? Trời ơi, nhắc tới chuyện ghen là nó xỉu vậy đó. Trời ơi, nó ghen, nó lộn lộn, nó ghen, nó xỉu. Nó ghen mà nó xỉu, nó xoay ba vòng là sao? Nó làm như thiên nga vậy, chết rồi mày. Mà tao nói mày nghe. Sao? Bây giờ nó xỉu rồi, nó không biết gì hết đó. Mày hỏi chuyện chồng nó đi, tao kể cho mày nghe. Qua đây. Qua đây, nó té. Trời ơi, sao vậy? Ngàn chục lần vậy đó. Chốn tự lót vậy, không sao đâu. Mày vẫn đánh ghen sao mà nó xỉu hoài sao? Sáng nay rủ tao đi đánh ghen, mới ra khỏi cửa xỉu. Mày biết tao làm gì giờ? Sẵn có ba đứa con nó ở nhà, tao rủ đánh sạch xám. Trời, đánh bài, đánh ghen không thấy, tao thấy đi đánh bài, tao rủ đánh bài. Không cái nó tỉnh dậy mày biết không? Nó tội nghiệp nó quá, nó buồn quá. Tao mua rượu cho nó nhậu. Trời ơi, cho nó dơi sầu. Hỏi giờ. Hỏi chồng con nó đi. Hỏi bà nè. Bây giờ chồng nó ngoại tình lâu chưa? Ủa cái thằng cha này tao nói như là cái hạm nhà binh vậy mày ơi. Tao nói nay con này mai con kia. Tao nói trời ơi, gặp nó là già trẻ bé lớn không cần biết, nó gặp là nó hốt, nó gặp là nó hốt hả mày? Mr. Vacuum nó phải không? Hốt bụi đó mày. Hốt bụi đó phải không? Sao thấy quen quá. Rồi vậy đó hả? Nhưng mà bây giờ bà có gì bà gặp mặt với bồ của chồng của Thủy chưa? Tao gặp mặt tao kiếm mày làm chi? Bây giờ có bao giờ bà đi theo dõi không? Bà theo dõi bà thấy mặt. Có. Ngày nào cũng theo dõi trơn á, có bữa sắp sửa gặp tới một mục tiêu rồi mày biết không? Cái tự nhiên nó xỉu. Trời, tao làm gì? Tao phải lo cho nó mất mục tiêu. Chết rồi, thôi bây giờ bà sao bà ráng bà gọi nó dậy đi để tôi hỏi nó cho kỹ đi. Là chuyện của nó. Tự tỉnh rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Rượu đâu Liễu. Trời, uống rượu quen thói quen thôi.
Bữa nay ở ngoài đường nhịn bữa nha, nha. Thôi, sao đây? Giờ mày xuống đây ráng mày giúp tao đi lận. Đúng rồi, mày xuống đây nè, bây giờ mày tao nói mày nghe bây giờ á, ít nhất mày phải biết chồng mày đi đâu, chồng mày làm gì, từ đó mình mới biết mà mình đánh ghen. Giờ mày cho tao biết đường đi nước bước của chồng mày coi làm sao. Biết chứ, chồng tao là PT, là professional training, cho nên sáng nào á, ổng cũng đi tập cho người ta, từ sáng sớm cho tới chiều tối ông về nhà, ăn cơm, tắm rửa sạch sẽ, xịt dầu thơm, cái là 9 giờ tối, cái ổng đi tập cho ổng tới 3 giờ sáng. Ổng tập cái gì cho ổng? Thì ổng chạy bộ. Cái gì chạy bộ từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng á hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà mày tin hả? Chứ sao? Trời, cô này nó ngu ghê đó. Chồng tập thể dục mà 9 giờ tối đến 3 giờ sáng mà nó tin, nó ngu ghê vậy đó. Thôi giờ vậy, ông nói mày nghe nè. Bây giờ cái cách ghen của tao là mình ghen từ từ, biết không? Mình ghen từ từ thôi. Bây giờ trước tiên vậy nè. Nếu mà mày biết chồng mày với con bồ của chồng mày, mày mời luôn chồng, bồ và mày. Ba người đi ăn sáng với nhau. Để làm gì? Trời ơi, nó ăn sáng để nó khỏi ăn chồng mày chứ làm gì? Không phải vậy bà ơi. Đây nè, tôi nói mà nghe, tôi coi là ăn sáng như vậy thì cái cô bồ của nhìn có thấy ủa trời ơi, người ta có vợ rồi, vợ chồng người ta vui vẻ vậy tại sao mình nhào vô làm gì, tự nhiên người ta rút lui đó. Cái người đó là người biết điều, biết không? Ăn sáng rồi nó đòi ăn trưa ăn chiều, rồi chủ yếu là món ăn tối nữa, mày gặp tao xứng mấy tao bỏ. Trời ơi, vậy là bà là không người biết điều. Thôi, cách này không được đâu mày ơi. Không được hả? Ừ, tao thấy không được. Vậy nè, ngồi xuống người ta nói nghe. Thôi giờ trước tiên mày phải biết là chồng mày đi đứng ở đâu này, mình theo dõi rồi thì theo dõi xong rồi mình mới hành động, biết không? Bây giờ có cách vậy, tao chỉ cho mày cách theo dõi. Mày có cái điện thoại đó không? Có. Nè, điện thoại nè. Rồi đây, mày có cái đây có cái app nè ha. Cho số phone của mày vô đây nha. Cho số phone của mày vô. Đó. Số phone của chồng mày á. Đó, vô đây đó, mày nhấn nút này đó. Bây giờ mày thấy cái cây này không? Cái cây này nhúc nhích là chồng mày nhúc nhích. À, chồng mày đi đâu là mày theo dõi đó, thấy chưa? Ồ, hay vậy hả? Miễn cây này nhúc nhích là chồng tao nhúc nhích. Tức là nếu mình có số phone của người ấy thì mình biết người ấy ở đâu phải không? Đúng vậy. Dạ. Vậy ở đây có ai có số phone của anh Quang Lê không? Quang Lê thì khỏi cần hỏi, đang ở Pờ Chăn Gà nè. Chị ra ngoài sòng bài á, cái chỗ kéo máy á. Máy gì? Máy con sói á. Vậy hả? Chút mình ra mình kiếm ảnh đó. Dạ. Cái chỗ nào mà một người mà ngồi hai ghế mà ba cái máy là Quang Lê á. Như tao thấy cái này nhúc nhích nè mẹ ơi. Đúng rồi. Nhúc nhích rồi nè. Chống mày đó, chồng mày đang đi đó. Cái này nè, nó sẽ rõ ràng, thấy chưa? Mày thấy không? Đó, khung cảnh này đó. Ủa, trời ơi, nhúc nhích rồi. Ủa, sao mà cái này chỗ này nó quen dữ vậy? Cái quán cà phê, xéo văn phòng tao nè. Ủa, cái gì vậy? Tao thấy rồi, thằng cha Trọng ngồi trong xe kìa Thủy ơi. Hả? Cái gì? Ôi chồng tao. Trọng là chồng nó. Chồng mày tên Trọng hả? Ừ. Cho có hình được không? Nè. Đi nè, hình nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Bồ tao. Hả? Tao hẹn gì kỳ cục vậy? Liễu ơi, cái gì kỳ vậy? Tại sao? Đừng xỉu nha, đừng xỉu. Xin lỗi, tao xin lỗi, tao không biết cái này. Đừng xỉu. Anh nói là anh còn độc thân. Nó hay quá. Anh nói là vợ anh chết rồi. Ôi trời ơi. Mà anh nói vậy nè, anh nói vợ anh bị một người bạn thân giết chết rồi chứ. Trời ơi. Nên tao thấy tao đau hơn thôi, tao chết rồi. Trời ơi, vậy là không được rồi. Mày thấy đàn ông chưa? Hở ra. Này sao Liễu, chắc tao xỉu đó, tao xỉu. Đừng xỉu. Đi vô nhà. Đi vô nhà nha. Tao không biết đâu mày làm gì, nó làm không tao xỉu nó nha. Đừng xỉu. Vô nhà để tao đi, tao đi với mày. Để nó xử. Tao tin mày đó nghe. Rồi, tao xử. Sao kỳ cục vậy? Trời ơi. Minaj! Baby! Minaj! Hello! Hey! How are you? Thể thao không phải khoe hàng, thể thao cho khỏe đấy nè, đi chơi. Nếu mà không muốn bị bỏ rơi, tập cho thiệt bự anh xơi mỗi ngày. Hello everybody, hello Minaj, I miss you. I miss you too. I want you. Yeah, I need you. I love you too. Hey. Ai da. Baby. Yeah, em đỡ anh vậy em. Hả? Dạ, bị giật bẻ rồi. Giật bẻ. Tập cho cố vậy. Kéo lên. Được chưa?
Tập vừa vừa thôi anh. Mấy bữa nay sao đi đâu vậy? Bộ bận công chuyện lắm hả? Trời ơi, em biết không, mấy bữa nay cái gym của anh nó có ra hai cái chương trình mới. Tôi nói tụi khách ta nói đăng ký nườm nượp luôn vậy đó. Anh tài năng quá. Cái chương trình đầu tiên là cái chương trình giảm cân. Ồ, cái đó khó lắm á. Ôi, tôi nói từng vừa rồi có một khách VIP vừa vô tập mỗi ngày luôn nha. Mà bây giờ cái cân hình, thân hình giật 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 cân đối dữ lắm. Là xuống cân dữ lắm hả anh? Yes, he's so happy. Cân đối lắm hả? Yes. Ai vậy anh? Quang Lê. Anh ơi. Thiệt em... Bây giờ happy lắm. Trời, cái thân hình bây giờ nhìn đi đã lắm. Đã thiệt anh ơi. Em vừa mới đi uống trà sữa với Quang Lê ngày hôm qua anh ơi. Hả? Em chỉ uống hết một ly mà hy hút hết ba thùng rồi anh ơi. Làm sao mà ốm được. Vậy là xuống rồi đó. À. Chạy trước khi vô cái chương trình giảm cân là quốc tới 6 thùng lận đó. Trời ơi, ghê cái quá. Tiệm bô bà của người ta 9 giờ sáng mở cửa mà 10 giờ bước vô là hết đồ bán. Trời ơi, Quang Lê mở hàng đắt hàng vậy hả anh? Đâu phải, mình Quang Lê hút hết á. Ghê quá. Dạ. Nói nghe nè, dạ. Cái chương trình đó bây giờ trời ơi, Lê nó so happy. Giới thiệu qua cho người bạn nữa, thì còn một cái chương trình nữa. Dạ dạ. Dương tới tương lai. Là sao? Chương trình gì Dương tới tương lai là sao anh? Kéo cao giòn. Oh. Trời ơi, cái chương trình này hay lắm. Bạn của Quang Lê thích quá, đăng ký vô luôn. Bây giờ hai người tập một lúc và hai người so happy. Cái người kéo tới tương lai rồi có thành công không anh? Kéo cao người... Rất thành công. Được bao nhiêu cm? 2 cm. Trời hay quá, ai dạ. Vậy anh? 1m49 lên 1m51. Dạ, Việt Hương với Thúy Nga. Hai đứa luôn tập đều mỗi ngày. Bây giờ so happy. Mà sao hay vậy? Cho dù mấy tuần mà lên được 2 cm là cũng rất hay đó anh à. Làm sao được vậy? Trời ơi, em biết sao không? Dắt ra ngoài Phước Lộc Thọ thôi. Mua đôi guốc đeo vô cái là đi được liền. Anh nói chơi thôi. Miễn sao gặp baby, gầm cho baby vui là anh vui rồi. Trời ơi, cái gì anh nói cũng được hết trơn hết trội á. Anh làm cho người ta đẹp vậy chứ anh làm cho em cái gì nè? Mẹ tròn con vuông. Ủa sao vậy? Có nghĩa là muốn em đẻ đứa thứ tư phải không? Làm gì có đứa thứ tư, anh chưa bao giờ có vợ. I'm still single. Cái gì vậy? Cái gì vậy em? Nhà em có con chuột. Chuột bự lắm mà nó chạy rồi đổ đồ bể đồ này không sao đâu. Dạ, dạ. Chuột làm hết hồn hết. Dạ. Thôi đừng có lảng tránh cái công chuyện của em nữa. Sao? Đi đâu mà hôm nay mới tới, bận rộn sao? Em yên tâm. Kể từ bây giờ anh ta sắp xếp giờ rồi, 9 giờ tối đến 3 giờ sáng là giờ của em. Cái gì vậy? Trời ơi. Tiếng gì vậy em? Dạ, con mèo, hồi nãy là con chuột và con mèo. Trời, nhà em nó có mèo. Súc vật nó chạy vòng vòng vậy trời. Giống như là Tom and Jerry, anh nó cứ rượt nhau hoài à. Dạ. Thấy mình kêu pest control tới bắt nó được không? Dạ. Lát hồi nhiều khi có con cọp nó xuất hiện anh ơi. Em làm á, có dạ. Nói nghe nè baby, trời ơi, cả tuần lễ anh không gặp anh nhớ em quá. Ngồi đi đi nè. Anh nhớ em quá nè. Trời ơi, em nhớ cái đôi vai bự của anh quá à. Tại đôi vai này là gọi anh tập là để làm gì? Lo cho mẹ già và ba đứa em. Mà ba đứa em đang tuổi mới lớn. Mẹ bà nó ăn gì đâu mà nó ăn quá trời ăn luôn vậy. Vậy hả? Ăn vậy thôi mà còn thua mẹ già của anh ăn nữa. Mẹ già ăn hơn nữa. Trời ơi, mẹ già anh ăn kinh khủng vậy hả? Khủng khiếp lắm em. Bởi vì anh phải tập để kiếm tiền, để có tiền lo cho gia đình đó. Yên tâm. Cái chuyện đó anh đừng có lo quá, cái gì em lo cho. Đấy, đừng có làm vậy với anh nha. Anh không có thích xài tiền của phụ nữ nha. Được rồi. Cái chuyện đó không thành vấn đề. Bây giờ nè, em vô nha. Em sửa soạn phòng ốc nha. Em chờ anh nha. Đưa em lên 4 tầng mây nha. Thôi đừng, từ từ. Sao vậy? Anh có quà cho em. Có quà nữa hả? Chưa cái gì cái đòi đi vô phòng ốc liền à. Đây. Tăng 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 tăng. Quà gì? Eye gel. Oh, eye gel. Yes. Cái này anh mua cho mẹ già mà mẹ già không có thích. Vậy à? Dạ, nước sơn mới của eye gel nè. Trời ơi. Đó, cầm lên để đó. Cái này là Deep and Dark của eye gel nha. Vậy đó hả? Bột nhúng rất là xịn. Rất bền phải không anh? Đó, đây có cái máy LED luôn nha. Cho em ở nhà tự làm đẹp. Đẹp quá, cái sơn, màu sơn này nó chắc lắm không anh? Bền vững và ai cũng thích mùa này là coi như hợp new trendy. Dạ, nếu mày còn dư là em sơn nhà luôn anh, cho nó chắc luôn á. Dạ. Nó nghe này, cái chai nước sơn này về sơn nhà, trời chắc ai chơi chúng mánh quá. Vậy nó bán mới nhiều nữa anh ơi. Thôi được rồi, để em quan vô. Trọng là anh tặng cho em cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi, em thích quá, em thích áo đầm, em thích áo đầm. Anh em thích, nhưng mà em thấy coi bộ anh thích áo đầm này hơn em á. Bậy à. Tôi thấy anh sung sướng quá. Không có gì hả? Tặng cho baby. Cảm ơn anh, để lát em thay liền. Tất thay liền nha. Thôi em vô nha. Chưa. Cái gì vậy? Sao làm gì mà cứ đòi vô trong hoài? Cái quan trọng
trọng là cái này. Cái này là cái gì? Cái này. Cái gì vậy? Tăng 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 tăng. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà anh văn minh như vậy, anh tiến bộ như vậy? Trời ơi, ghê quá à anh. Cái gì? Trời ơi, cái giường em không có cái này. Em ơi, cái này phải để lên cho cái đầu giường. Không phải đầu giường hả? Giường em nó cũng không có cái này. Cái này cũng không phải cột ở dưới cái chân giường. Chứ làm gì? Cái này là để trói hai trái tim của chúng ta lại với nhau. À, trời ơi. Để chúng ta mãi mãi thuộc về nhau. Trời nè, ơi. Mở cái này ra đó. Anh thánh thiện quá. Còn em trần tục quá, em nghĩ lung tung quá. Em quá trần tục luôn. Ai ngờ là hai trái tim thôi. Hai trái tim thôi, cái còng là hai đứa mình khóa lại với nhau giống vậy đó. Anh đó. Mở ra cho em coi coi. Nè. Đó. Dễ thương quá, được rồi. Đó. Được rồi. Em thử anh mở cái này ra. Anh mở luôn cái này cho em là dạ. Đó. Dễ thương quá. Anh. À. Vô. Búp. Đó. Rồi hay. Bây giờ chói anh với chói em đây, lại. Em thử chói anh coi nha. Dễ thương quá anh ơi. Thôi bây giờ đem vô em sửa soạn nè. Em sửa soạn. Đấy đây nè. Nè, không có được đi đâu nha. Anh hứa với em hôm nay đỡ em tới 3 giờ sáng luôn mà. 3 giờ sáng thì anh vô đây nè. Đó. Gì vậy? Hả? Hả? Đây thử nó có chắc hay không. Chứ chói hai người rồi sao em bằng gì hết. Đó. Vô nha. À. Đứng đây nha. Em vô em sửa soạn phòng rồi em ra nha anh nha. Bận cái I love you. Em bận áo để em ra liền nha nha. Chị cười. Hồi đó giờ tôi chưa bao giờ thử về cái sứ quan giả luôn á. Kế bụi cây này lạ lạ nè. Ủa mới vừa phóng vô phóng ra sao cái tướng khác vậy ta. Em vậy. Chị Liễu. Vậy. Chị đi với ai tới đây vậy? Tao giận má tao đi chơi. Rồi má chị đâu? Ra đi má ơi. À bớt hồn tắt bò hồi luôn á. Nó nghe nè chị Liễu. Vậy. Chị chơi xấu vậy chị Liễu. Xấu gì? Chị có má đẹp cái tướng ba đầy ngon vậy sao đó giờ ông dắt ba nhà em chơi. Đó là quỷ mà nhìn kỹ đi. Má nè. Thủy. Thủy gì? Vợ. Vợ gì? Mình ơi, ủa mình tới đây làm gì? Mình đầu tay chân gì? Tôi nói thiệt nha, ngày hôm nay đó tôi rất là bình tĩnh, tôi không có xỉu nữa. Tôi quá khổ vì anh rồi. Hả? Dẹp anh qua bên đi nha. Tôi không bao giờ tin anh và không bao giờ tha thứ mình, cho anh mình, nữa. Mình nghe anh giải thích à, anh có nỗi khổ. Đó, mấy ông đàn ông nha. 10 ông vô 11 ông à. Quậy banh cái gia đình luôn á mà hỏi là anh có nỗi khổ riêng của anh. Đúng không vậy trơn á. Em ơi, nghe anh giải thích em thật anh. Bây giờ mà còn giải thích cái gì nữa mà giải thích nữa. Nha. Nè, đừng có nói là cho anh thêm thời gian nha. Học đúng là như vậy tại vì thật sự là anh. Nè, tôi nói cho anh biết. Từ rồi sắp lên, tôi sẽ sống cho tôi. Đúng à, rồi. Thủy. Đừng. Ủa? Ồ, ai hello cả nhà. Vô đây. Ai đây? Ai vậy? Vô đi cưng, vô đi. Ai vậy? Tôi gọi đó. Hả? Uber. Gì vậy? Em đi đâu? Người đẹp. Em cái đầu mày chứ em. Vợ tao mà em hả mày? Vợ vợ cái gì? Vợ con gì đây? Từ rồi sắp lên tôi không còn là vợ của anh nữa. Thôi vợ dùm ơn. Baby. Cố lên. Dùm ơn. Baby. Ra khỏi chỗ này được không? Được, em muốn đi đâu anh chở em đi miễn phí. Hả? Trời ơi. Vậy chở tôi về với ba đứa con tôi nha. Hả? Có ba đứa con rồi hả? 50% off thôi nha. Dù. Tao đi nha. Hay. Cố lên. Sống cho mình nha. Dạ. Vợ mình. Chị Liễu nói em tiếng đi. Chị Liễu. Nói gì đáng đòi lắm. Xin chào cả nhà. Ai nữa đây? Ở đây có người nào tên là Trinh không? Em. Ai là Trinh đâu? Em. Con chào ngoại. Hả? Em là bé Trinh. Em là bé Trinh. Bé Trinh đó. Em là bé Trinh. Ừ. Em có nhớ anh không? Trời anh Quang Lê ai cũng biết. Em có nhớ là anh quen em từ cái thời mà em còn con gái không? Hả? Em vẫn còn con gái mà. Em có nhớ là cái bài hát mà anh hát là ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành con đại bàng. Hay quá. Trời ơi. Hay con đại bàng của lòng anh. Hay quá. Ê,
em mừng quá à. Anh giờ đưa em đi đâu nè? Bây giờ em muốn đi đâu anh đưa em đi, hay là mình đi cái máy nha? Máy gì? Máy nào em thích? Máy con chó sói đó. Trời ơi. Hay máy con heo cũng được. Ừ, anh không chơi máy đồng loại. Rồi. Bây giờ mình đi ăn. Ăn gì? Tối nay em đi với anh rồi, em sẽ không còn là bé Trinh nữa. Trời. Vậy hả? Trời ơi, thích quá, thích quá. Đi ha. Đi, bye bye. Vô nhà anh hơn rồi. Đó, rồi đó. Cho anh đứng yên vô đây, tham lam thì giờ cuối cùng anh chỉ có một mình anh thôi. Mina, hát, hát, hát. Hát cái gì mà hát? I wanna go restroom. Hả? Want to go restroom? Yes. Con chết luôn, đứng ở đó đây, nhìn đây. Bye. Ê! Trời ơi, không lẽ giờ tôi quay mặt vô đây chứ trời. Không lẽ giờ tôi bế cái này vô luôn hả trời? Đứng nó luôn đi, đi vô. Hả? Con đại bàng của anh đi vô. Đứng nào? Đứng đây. Chìa khóa lắm. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty. Ba cái đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Chị Năm. Hả? Chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha. Nói vậy thôi chứ tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nghe. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Ờ không chị. Gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang biếu anh xui chị xui. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi, muốn làm chi? Con đại nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. Chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Vậy cái hả? Này cất hoàng bên đi, để ổng đem đồ mới về á. Trời ơi, nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nữa chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước khen. Ừ. Kìa anh Năm kìa. Ờ. Ổng về chưa? Đây, ổng nói ổng đi ổng về liền mà sao tới giờ này ổng chưa chịu về nữa. Trời ơi, ổng đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ổng đi đâu. Ờ kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. Ừ, ông về rồi. Ừ, để đây. Ừ. Ôi. Trời ơi, mệt quá. Ngồi đi, ngồi đi ông. Tôi tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ, ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ nó. Tao nói ông bà mình nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì ông? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Trời ơi, chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà gì. Thôi uống miếng nước, uống miếng nước. Vậy ông đi, hôm nay ông dập diều rồi, ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi, tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thí điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì? Trời ơi, không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Còn cái kẹt này là nó cứ kẹt bất bình thường. Sao bất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Đây nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí cái chỗ cây lậy đó. Trời ơi, người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Vậy giấy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó, chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ trạm thu phí cây lậy thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy idol của tôi không?
không cần đi một đàn nào mà biết ba bốn sàn luôn, thấy không? Ê Năm, hả? Có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Thì nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn gom gom ba bốn chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đá cả trái thôi anh ơi. Thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông sắc kỳ quá à. Anh em bạn nói chơi với nhau thôi, dạ. Bỏ xuống đi rồi. Dạ. Rồi cái gì chuyện nữa? đó thì nãy nó cái chuyện xã hội thôi. Giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Tôi biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng ba nó đưa quà của thằng hai cho tôi. Vậy đó hả? Thằng hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axi. Mình thấy không? Trời ơi. Cái phone Axi nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Trời ơi, cả nước Việt Nam nó có hai cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái thằng hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi. Bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng. Trời ơi, chú đi cái anh này thiệt à. Cái này đó, đâu đâu ông thấy ông lem đen người ta nói cái gì đó tự sướng đó, ông tự sướng. Selfie. Tự sướng coi. Thầy chồng vô cái nè. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy. Tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á. Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, anh thấy người ta có của là ganh tị mà. Thôi mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi. Mày đặt xài ba cái bộ smartphone nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè, anh Năm. Gì? Nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ rồi sọt sọt vô để cho tôi coi kẻ với. Hai cái ông già dịch này tối ngày cái chọc kéo dao hoài à. Mà còn gì nữa không nói? Cái này quà của ông còn quà tôi đâu? Làm sao mà thiếu được quà của bà? Quà tôi đâu? Đây nè. Đâu cái gì đâu vậy? Trời ơi, đâu, con đâu? Dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Cái Tông gì? Tông xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Ừ, đó. Cái này để lát nữa tôi coi. Để đó đi, còn nhiều lắm. Rồi sao nữa? Đấy, trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời, dữ quá. Rồi, đó. Rồi, đây rồi. Rồi, yeah. Rồi bây giờ vô đôi tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui, từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi, nói túm lại tất cả đều rồi. Trời, không phải tôi khen vợ tôi. Vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hùng cái coi. Mẹ. Trời ơi, bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le nó châu mỏ nó gõ. Mày thiệt. Tôi nói thiệt với anh Năm nha, cả đời Năm không có ai hung anh hết, cho nên không có biết hung là gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông, tôi không hung chừa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Năm hoài à? Hoài là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Thôi vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi, đồ nhựa chở lớn này chị thấy không? Thấy anh sao tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu, của ảnh còn cho cháu mình nữa. Ê nói nghe, cái cháu anh ở bên Mỹ đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bên chị. Trời ơi, chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở mọi người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cánh đi rồi, mấy nhỏ vô. Về chơi rồi dạ. Lâu quá không có gặp ông. Trời ơi, đi ở trển miết à nha. Trời ơi dạ. Thì nói tao nói Sài Gòn nó Năm có nhiều nha. Cảm ơn. Năm biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình hả? Mọi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho bậy, tôi. Bậy, tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông bà có. Mà. Mình trưng cái khác mình nè. Trưng cái gì khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Đây ông chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đây? Gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Trời. Đây. Cầu xài xả là xả. Này rồi gà trời đất ơi. Cái này lạ nè bà quý vị. Ê
cầu xài xả ga. Vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Nhà mình... tôi có tiền mà. Cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Anh Năm thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái nội à. Nói nghe, đừng có chưng cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này, ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Trời ơi, chưng cái gì anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều? À. Ông nội ơi, đây, anh em về nhà ông chưng đi. Anh này lớn hoài à. Dở. Bậy bạ. Bây giờ anh nói anh chưng bình ga, ga nổ lên là tiêu điều chứ sao? Thôi đi. Anh thích chưng tiêu điều để ông chưng đi, mệt quá. Thôi thôi, sửa soạn đi vô. Tắm rửa đi, đây đây cô rước ông bà nữa. À, gì mà nó đòi nè, tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để okay, tắm rồi, tôi vô tôi bà. Tắm á. À, có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi, rau nữa. Gì vậy anh Năm? Cánh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì, anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu mà anh kêu là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu, bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời ơi, ông thích là tôi chiều mà ông liều là tôi chích. Trời ơi, kỳ vậy hả? Hả? Tôi nhét là tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ chơi cho nhỏ nhẹ nha. Cái chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán dễ sợ à. Quá mấy bà làm như tụi tôi là con nít đi vô ủ đồ lát tôi mặc tôi nói cúng không bà. Dĩ hòa di quý nghe ông. Tôi biết rồi. Ôi. Hai ông lại sáp lại là có chuyện, sáp lại là có chuyện ha. Thôi mình cứ nhây nhây rồi vô ủi bộ đồ vest cho tôi. Rồi rồi. Biết rồi, vô vô vô. Dĩ hòa di quý nghe ông sao? Trời được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Quánh trận này. Sao vậy? Hả? Tôi đi mấy ngày rồi không ai chơi với ông nhớ đúng không? Mà đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu quýnh cờ để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Ờ. Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn, cho anh chọn trước á. Thôi anh chọn trước đi. Nếu mà anh nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Ờ. Vậy là coi chuyện lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Ừ. Anh đi đi. À, dạ. Năm mới làm gì vậy bà anh vậy? Có chừng rồi hết. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Vậy đây, vậy. Nè, vậy. Nè. Vô vậy. Tubi skin care. Tao nói con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử chút. Trời ơi, tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên gái của chị một bộ này nè. À. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi, chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng. Quá trời láng. Ôi, sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi được. Rồi tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Ngồi uống nước bạn vô coi. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Ừ. Trời ơi, chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị đối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp mặc quần lạnh đen. Hay. Anh hỏi em sao da trắng như bông lại, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt có người cài kẹp chưa? Trời. Nè, chị nghe tôi đối lại nè nghe. Dài nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đằng ga tài tử. Uống đi chị Năm. Con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Đâu con xe? Ê, ông Sáu, con xe gì? Đây nè, tôi để con mã lên, ông dớt con mã tôi thì tôi gài con xe, tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ
cờ ăn không thấy con xe đâu? Con xe nó chắc nó rớt ở đâu đó, nó không chừng trời ơi. Có anh Năm chứ đâu có đâu mà. Khoan, cái gì? Ông đứng nghiêm tôi coi. Nghiêm. Nghiêm cái gì? Cái gì? Đâu? Ai đừng có chụp bay tùm ba chút đồng lưng đồng la cái gì vậy? Đây. Hả? Con này con gì đây? Con gì đây? Con gì? Ông Sáu. Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái. Kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tụt phải không hả? Ông chơi tụt phải không? Ông nói bậy nó bạ phải không? Năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tụt thôi chứ. Cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ. Rồi với anh nói tụi nó tụt là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thấy biết anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha, nha. Anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói kìa, con là gì? Con gì? Con xe mà. Ừ. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu, nó chạy. Trời đất ơi. Đúng không? Trời ơi. Tự nhiên vậy anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Thấy lại từ con. Lấy. Nè, xe là có người lái mới chạy được nha. Chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó lại chạy vô hạ bộ ông à? Hả? Này là dấu rõ ràng là mà còn chấm. Anh à, xe robot đó, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tính anh Sáu không ở chân thua là ăn gian liền ông nhịn đi. Dẹo ông chi giống ăn nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đó. Ta nói cái vậy đó ông nghe. Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ. Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng rồi. Vô đây. Ông đón giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời đây. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh rủ tôi cờ ra đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Giờ làm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, đủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nói tôi vô văn quá. Trời, nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo. Một hai một hai. Cho banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng chân. Sao ông im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Cái gì vậy? Trời ơi, đang bắt cái giải là quá chi vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, coi bên đi nhạc, giật sao chịu nổi. Ông mắc kinh phong hả ông? Ông để cho yên ổn, tôi tắm, tôi vô thay đồ lát ra. Trời ơi, vô tắm, 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 vô. Hàng xóm, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông Năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này, tôi cho nhà ông trái luôn. Anh Năm cưng. Chiều mùng 1, chị Năm đi đờn ca tài tử. Anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Ông Sáu. Gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le tết coi. Xài chút thôi nha ông. Ừ. Chờ một chút.
Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Cái này ắc xì hình đẹp lắm á. Rồi 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 rồi, tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Không. Tự sướng. Cẩn thận nha mình. Ừ. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi. Đúng là được. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi, tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh... Trời ơi là trời! Gì vậy? Trời ơi là trời! Trời ơi là trời! Gì nữa trời hả? Ơi! Trời ơi! Thay đồ mới rồi ha. À. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha. Trời, tôi mặc bộ đi đúng cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng à. Ngon cơm quá mà. Bởi vậy ta nói... Tưởng dân sâu tôi nói sợi dây dài, hay đâu dính cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi, bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào con này thôi, không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn theo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má tha lỗi cho con. Gì vậy trời, tôi là rể đông sàng tốt mà. Đông sàng hả? Chị Năm, chị Năm hả? Cái gì bình tĩnh, nói gì vậy? Bình tĩnh hả? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì? Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan, nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng này, chị coi. Vậy hả? Đâu đâu, tôi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi, anh Năm. Tôi đâu có ngờ anh lại một người sống thanh cán bộ vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi, tôi có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Lầm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi, tôi khổ quá. Sao khổ? Tôi khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Hả? Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trong. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái giang hồ. Gì mà có nửa đời hương phấn đây nữa. Trời ơi, sao ông đỡ lòng nào ông tàn nhẫn. Bình tĩnh chị Năm, còn tôi đây nè chị Năm tôi ơi. Hết rồi. Tôi nói bình tĩnh chị Năm ơi. Bà lầm rồi. Lầm cái gì mà lầm trời. Trời ơi, ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà lầm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Bình tĩnh lại chị đứng lên. Trời ơi, cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô. Thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại trong đây. Coi bây giờ để tôi coi giùm cho. Chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị, nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm. Bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Rồi rồi. Đây nè. Đây. Rồi. Tôi bấm rồi đó. Ông chết. Bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung. Điện thoại tôi rung chị Năm ơi. Trời ơi, đang dòng sôi lửa bỏng mà chị, bà bỏ tôi vậy. Đi đi đi. Bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm, chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà lỡ bà tính đi. Anh Năm ơi, có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe. Rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Bà. Rồi. Alo. Alo. Mày là con nào? Hả? Hả? Nè nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè cô mới nói cho đàng hoàng tử tế nghe. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ? Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao bán mày gã cái răng không còn cái răng ăn cháo nha mày. Hả? Ê mày á, nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì không? Tao mày ngon mày dám gặp bằng tao không? Mày ở đâu? Tao vô kế nhà sáu đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thờ sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày sao? Mày gặp mặt tao đi, mày nhận dạng tao đi. Sao? Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao lâu mày tới? Hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày tao tới. Tao liệt mày trong 3 tiếng đếm thôi á. 1, 2, 3 là tao tới liền nè. Ồ. Yeah.
Sao? Nè, vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nha hả? À, biết rồi. À, cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mọi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bảy. Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị Sáu. Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chừng gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sao? Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đần thi tài tử ha? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói Sáu đau họng ha? Để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Không phải tại sao có tin nhắn vô mày? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sáu không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là... Điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? Cái này là hệ quả của con cờ nữa nè. Ông Sáu ơi. Ông Sáu. Ra đây. Ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây. Giỡn chơi tôi mà 50 trời ơi. Cái gì đâu dám giỡn chơi. Ông làm như vậy là ông sao? Ông giỡn chơi cái mửng đó hả? Ông giỡn chơi cái mửng đó. Nằm ăn dép lao nè. Cho ông ăn dép lao. Quang đừng dối giết quang một tráng hào kiếp. Nghe lời em đình thô. Mạng anh hùng còn đâu nữa một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng dẫu tử sanh quyết diện nghĩa kim bằng mà hôm nay u hẹn đôi phen giữa giấc đường đành chia tay vĩnh viễn hay. Công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó Năm. Trời ơi, xin lỗi Năm. Cho nhà tôi tan quan ăn Tết này hả? Nhà tôi không bất ổn hả? Hả? Năm bình tĩnh anh Năm. Sớm láng giềng anh Năm ơi, môi hở răng lạnh. Trời ơi, cơ môi hở răng lạnh mà cái răng á, cắn cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông có vợ như vậy hoài. Vui chứ mà sao anh kỳ quá. Thiệt là khổ ghê này. Ý, hình như là ông trưởng ban. Xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? À, vui. Dạ. Ngay giờ mong mặc đồ, tưởng ca bồi tép sát á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng, chim không dám lỡ ăn lúa, tin không? Chuyện của tôi, nghe. Nè. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Ê, đợi kiếm tới ông trưởng ban cũng cứng chịu nữa. Rồi. Em nói chơi cho vui. Trời. Quá. Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ, dạ mời ông lại ngồi. Nói ngồi đàng hoàng. Dạ. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Đây nè. Dạ. Tôi đi từ xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100+ tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn. Không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh vẫn chơi cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ. Ông bà xưa ta có dạy. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Bộ tụi tôi là con ông không? Là ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy, cái đó là vợ chồng ông rồi. Cái đó còn xa. Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng xác. Đúng chưa? Câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi. Còn nói rộng rãi hơn. Có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. À, nữa. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? À, trưởng ban này mà. Nếu mà không nói trật ruột, lấy gì coi? Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng 1 Tết.
À, làm gì? Mình tham gia cái giải được đờn ca tài tử của ấp. Rồi, tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè. Tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ, bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn. Trời ơi, có nhiều phụ huynh tụi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy tội cái bịch ni lông lội qua sông, tôi thấy tôi ứa nước mắt luôn không? Đứt ruột, đứt gan vậy đó không? Ủa, 5 năm. Cái này sao anh biết hay vậy? Tôi báo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó ông nào giờ hỏi hoài. Ông sáu nổ này không có tin tưởng hàng xóm của mình. Anh là năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Anh hỏi gì rồi tôi nói dốc không nội. Cái phụ huynh gì mà cổng con đi qua bỏ bao ni lông nó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Đời, thôi trời ơi thôi đi. Thôi khỏi. Bây giờ vậy. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây? Ha? Ví dụ đóng góp xây cầu hả? Tôi nói thiệt đây việc nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi tốt. Tôi đóng 2 triệu mốt. Tôi đóng 2 triệu rưỡi. 2 triệu 7. Tôi đóng 3 triệu. 5 triệu. 3 triệu rưỡi. Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Ê! Chạy đua võ trang hả? Ông kích, ông phóng, ông kích, ông phóng hả? Điều nào mới sao? Ông à, làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng. Anh đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa. Mới thôi. Ông nói chơi, nói chơi cho vui. Tết nói chơi cho vui. Sớm mà cứ giỡn hoài. Đây, bây giờ tôi phải về trước ông bà. Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều. Ok. Bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm. Đây nè, mình xây cầu. Mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp. Đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phân nửa là bà con đóng góp. Dạ. Phân nửa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu, bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi, tôi giỡn mà. Thôi năm mới, chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi. Sang năm mà áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc sáu nổ, sang năm bớt nổ giùm. Cái bành hết. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Vậy là